Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ được phát sóng trên kênh truyền hình FBNC. Và mở đầu phần 1 thì hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, cùng những tin tức quan trọng trên thị trường dầu. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trên sàn giao dịch chứng khoán ở khắp các thị trường. Nasdaq lập đỉnh mới, chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Hai hợp đồng dầu chủ chốt đi ngược chiều nhau phiên đầu tuần. Theo chuyên gia, giá cổ phiếu vẫn đang hấp dẫn. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về thị trường và các phân tích chuyên sâu cùng FBNC Việt Nam trong chương trình Giờ Kết Sổ ngày 7 tháng 7. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, thực hiện đúng cam kết tuyên bố tại đại hội vừa qua, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cotecons, CTD đã thông báo sẽ mua 1 triệu cổ phiếu CTD. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2020. Khi giao dịch thành công, ông Dương sẽ tăng sở hữu lên 4,9 triệu cổ phiếu, tương đương 6,3% vốn. Theo báo cáo từ công ty, tình hình kinh doanh nửa đầu năm nay đạt 300 tỷ lợi nhuận, đạt 50% chỉ tiêu năm 2020. Cùng với đó, hai đại diện từ Gusto và The Ace sẽ chính thức bước vào hội đồng quản trị Contecon với cam kết tập trung hỗ trợ về những thông lệ quốc tế phát triển công ty. Năm 2020, Contecon đặt kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ, giảm 33% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 600 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Dương, thị giá CTD đang rất thấp so với giá trị sổ sách và việc mua vào lúc này sẽ không tốt cho công ty. Hiện cổ phiếu CDT đang tăng mạnh sau đợt giảm sâu trước xung đột lợi ích. Chốt phiên 6 tháng 7 vừa qua quanh mức 78.200 đồng một cổ phiếu. Với mức giá này, Chủ tịch Contecon sẽ chi ra hơn 78 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu đăng ký trên. Công ty cổ phần cao su Tây Ninh mã chứng khoán là TRC vừa thông báo chia cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019 tỷ lệ là 3%. Trước đó, thì trong đại hội đồng cổ đông năm 2020, TRC quyết định chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 18%. Doanh nghiệp đã tạm ứng 15% trong tháng 12 năm 2019. Như vậy, sau đợt chia cổ tức lần 2, doanh nghiệp đã hoàn thành chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 18%. Trong năm 2020, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tối thiểu 15%. Đồng thời, TRC đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu là 387,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 78,01 tỷ đồng. Trong năm 2019, TRC ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất là 400,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 83,35 tỷ đồng. Trong quý 1 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 52,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,3%. Tăng 420,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kỳ, doanh nghiệp có ghi nhận thêm thu nhập khác 22,1 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ chỉ ghi nhận 1,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp này giải thích là do lợi nhuận từ cao su thanh lý. Thưa quý vị, gần đây thì thị trường khá quan tâm tới cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam GEX khi doanh nghiệp này chào mua công khai 95 triệu cổ phiếu của công ty Viclacera. Mới đây thì GEX tiếp tục thông báo sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ. Việc này nhằm huy động 400 tỷ đồng, doanh nghiệp ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan. Trong thời gian gần đây, VGC và GEX đang phối hợp với nhau với mục tiêu trở thành nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Hai bên đang phát triển các thủ tục pháp lý để mở rộng dự án 100 ha tại Tây Ninh lên 600 ha, đã mua khu công nghiệp Long Sơn 800 ha tại Bà Rịa Vũng Tàu. Riêng Villacera hiện sở hữu 12 khu công nghiệp ở miền Bắc với tổng quỹ đất hơn 5.000 ha. Trong đại hội cổ đông năm 2020, GEX đưa ra hai kịch bản kế hoạch. Giả định hợp nhất VGC vào quý 4 năm 2020, GEX dự kiến doanh thu thuần hợp nhất 19.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 975 tỷ đồng. Nếu chưa thể hợp nhất VGC, doanh thu thuần hợp nhất 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 735 tỷ đồng. Trong năm 2019, GEX có doanh thu thuần hợp nhất là 15.315 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.102 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank vừa ghi nhận nhiều tín hiệu kinh doanh khả quan với 2.034 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 50% kế hoạch cả năm 2020, tỷ lệ nợ xấu trong tầm kiểm soát.
Theo đó, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng tài sản 181.000 tỷ đồng, tăng 10,38% so với cuối năm 2019. Tổng huy động đạt 162.560 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2019. Và dư nợ thị trường 1 bao gồm cả trái phiếu chính phủ đạt 112.038 tỷ đồng, tăng 10,36% so với cuối năm 2019. Đáng chú ý, tính đến hết ngày 30 tháng 6 2020, ngân hàng ghi nhận 2.034 tỷ đồng lợi nhuận. TPBank cũng đã trở thành một trong 4 ngân hàng được Moody's xếp hạng cao và giữ nguyên triển vọng ổn định. Cùng đến với những thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Thưa quý vị, cột mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vốn hóa thị trường là một con số đang ao ước đối với mỗi tập đoàn kinh doanh. Vừa qua thì Alphabet, công ty mẹ của Google, đã tái gia nhập nhóm doanh nghiệp ngàn tỷ đô này. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Alphabet, công ty mẹ của Google, là cái tên mới nhất tái gia nhập câu lạc bộ ngàn tỷ đô la khi chốt phiên tại 1.020 tỷ đô la Mỹ. Theo sau đó là các ông lớn khác của nhóm công nghệ, với Apple được định giá là 1.640 tỷ đô la. Tiếp sau là Microsoft với 1.610 tỷ đô la. Amazon của tỷ phú Jeff Bezos đóng cửa với mức vốn hóa là 1.520 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên 4 hãng công nghệ lớn nhất của Mỹ cùng đạt vốn hóa nghìn tỷ đô la kể từ cuối tháng 1, trước khi đại dịch xuất hiện khiến các thị trường lao dốc. Điều này cho thấy triển vọng của nhóm ngành công nghệ sẽ là nhóm ngành tiên phong dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Cũng liên quan tới nhóm ngành công nghệ thì vừa qua hãng sản xuất hàng điện tử Samsung Electronics Hàn Quốc cho biết doanh thu của hãng trong quý 2 năm 2020 có thể giảm tới gần 5%. Theo tính toán của Samsung thì nhu cầu chip của các trung tâm dữ liệu gia tăng không thể bù đắp doanh thu điện thoại thông minh bị giảm của hãng. Theo Refinitiv, lợi nhuận của Samsung trong quý 2 năm 2020 có thể giảm đến 4,5% so với cùng kỳ năm 2019, xuống còn 6.300 tỷ won, tương đương 5,25 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, doanh số chip đóng góp khoảng 50% lợi nhuận của Samsung, trong khi thị phần doanh thu còn lại chủ yếu nhờ điện thoại thông minh. Trong khi đó, Hyundai Motor Security ước tính lợi nhuận hoạt động của Samsung đã giảm 16% trong quý 2 năm nay. Theo kế hoạch, thì Samsung sẽ công bố doanh thu sơ bộ cũng như lợi nhuận hoạt động của quý 2 năm 2020 trong ngày 7 tháng 7. Thị trường dầu hôm nay đã có những thông tin quan trọng nào? Thưa quý vị, dầu thô tương lai dao động trái chiều vào ngày thứ Hai 6 tháng 7. Trong đó, thì dầu WTI chịu sức ép bởi sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Còn dầu Brent tăng nhờ hy vọng Trung Quốc phục hồi kinh tế từ đại dịch. Kết thúc phiên giao dịch, thì giá dầu WTI giảm 2 xu, tương đương 0,05%, xuống 40,63 đô la Mỹ một thùng. Trong khi giá dầu Brent tăng 30 xu, tương đương 0,7%, lên 43,1 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent cũng được hỗ trợ bởi quyết định của Ả Rập Xê Út nâng phí bảo hiểm dầu thô loại chuẩn và tất cả các loại khác thêm 1 đô la Mỹ một thùng. Việc cấm vận Libya cũng diễn ra làm cản trở xuất khẩu từ nhà sản xuất Bắc Phi này và giúp thúc đẩy kỳ vọng rằng nguồn cung dầu thô có thể thắt chặt hơn dự báo. Thị trường đang đặt niềm tin vào sự phục hồi của Trung Quốc và tin rằng nhu cầu dầu tại quốc gia này sẽ kéo giá dầu đi lên trong dài hạn. Ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về những diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ số liệu ngành dịch vụ lạc quan tại Hoa Kỳ trong tháng 6 và kỳ vọng vào đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai là Trung Quốc. Chốt phiên ngày 6 tháng 7, chỉ số Dow Jones tăng 1,8% lên 26.287 điểm, S&P 500 tăng 1,6%, đóng cửa dừng ở 3.179 điểm. Chỉ số này đã tăng hơn 40% kể từ đáy của tháng 3. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq lập đỉnh mới khi đóng cửa tại 10.433 điểm với mức tăng 2,2%. Cổ phiếu của Amazon vượt mốc 3.000 đô la Mỹ lần đầu tiên. Đây cũng là lực đẩy lớn nhất cho S&P 500 và Nasdaq trong phiên. Cổ phiếu hãng xe điện Tesla cũng tăng phiên thứ 5 liên tiếp với 13,5%, sau khi được JP Morgan nâng giá mục tiêu nhờ số liệu giao xe trong quý tốt hơn dự kiến. Cổ phiếu của Uber Technology tăng 6%, sau thông tin mua lại ứng dụng giao đồ ăn Postmates với giá là 2,65 tỷ đô la Mỹ, trả hoàn toàn bằng cổ phiếu. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên nhờ số liệu cho thấy ngành dịch vụ hồi phục trong tháng 6 và nhà đầu tư kỳ vọng vào đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Các yếu tố này đã lấn át số ca nhiễm mới tăng vọt tại Mỹ. Liên tục sẽ là những thông tin trên sàn chứng khoán châu Á. Các cổ phiếu ở Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu mức tăng giữa các thị trường lớn của khu vực, với chỉ số Shanghai tăng 0,37% lên khoảng 3.345 điểm. Nhóm cổ phiếu tài chính bứt phá tăng 9% trong phiên và các nhà phân tích cho biết mức tăng này còn có thể tiếp tục. Mặt khác, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã giảm 1,08%. Tính đến giờ giao dịch cuối cùng, ở những nơi khác, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,44%, đóng cửa ở mức 22.614 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 0,34% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 1.571 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,09%, đóng cửa ở mức 2.164 điểm, với cổ phiếu Samsung Electronics Co. đóng cửa giảm 2,9%.
Ở Úc, ASX 200 đã kết thúc phiên giảm 0,03% ở mức 6.012 điểm. Với cổ phiếu công ty năng lượng Suminex giảm 1,5%, đánh dấu phiên thua lỗ thứ 3 liên tiếp. Mời quý vị cùng quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam. Diễn biến tích cực trên sàn chứng khoán tiếp tục duy trì vào đầu phiên giao dịch. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Sabeco, GAS và VCB hỗ trợ tốt cho thị trường. VN Index tăng tốc mạnh mẽ và tiệm cận ngưỡng 870 điểm. Dòng tiền vào thị trường cũng trở nên sôi động hơn hẳn cùng tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư. Bước sang phiên chiều, sắc xanh vẫn được duy trì vững chắc trên sàn chứng khoán. Nhóm cổ phiếu Blue Chip đóng vai trò chính cho xu thế tăng này. Thị trường vẫn đang cho thấy khả năng thu hút dòng tiền. Khép lại phiên giao dịch, VN Index tăng 0,26% lên mốc 863,42 điểm. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội cũng tăng gần 0,6%, đạt 113,71 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ Cái Sổ. Và để hiểu rõ hơn về những tác động cũng như xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với chuyên gia trong phần 2 của chương trình. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Giờ Cái Sổ và ngay sau đây hãy cùng với Ngọc Mai theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Yến Nhi và bà Huỳnh Thị Bé Cần đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe về những phân tích chuyên sâu trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 7 tháng 7 năm 2020. Lời đầu tiên thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn chị Cần đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Vâng thưa chị, thì trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy thanh khoản tăng và dòng tiền đổ vào cổ phiếu đầu cơ giống như chuyên gia nhận định vào ngày hôm qua. Thì chị có cái nhận định như thế nào về phiên giao dịch ngày hôm nay? Phiên giao dịch hôm nay 7 tháng 7 2020 thì thị trường khá là tích cực sau chuỗi giảm sâu trong cái tháng 6 vừa rồi. Trong 2 tuần của tháng 6 thị trường có những phiên điều chỉnh dài. Và tính đến phiên hôm nay thì thị trường đã dần hồi phục lại. Phiên hôm nay là phiên thứ 3 thị trường có cái dấu hiệu tăng tích cực trở lại. Và cái tiếp nối với cái phiên hôm qua 6 tháng 7 thì thị trường cũng khá là tích cực. Và trong cái buổi hôm qua thì đóng cửa thị trường đã tăng trên 10 điểm. Và tiếp nối với cái đà hôm nay thì mở cửa đầu phiên thì hầu hết dòng tiền đã chảy vào thị trường rất là mạnh. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay là giúp sức cho thị trường tăng khá là tốt. Bên cạnh đó thì nhìn chung các blue chip cũng đồng pha tăng khá là tích cực. Trong đó nổi bật nhất là cổ phiếu Sabeco tăng hơn 4% và FPT Hòa Phát cũng khá là ấn tượng. Trong phiên sáng thì có sự góp mặt của thêm cổ phiếu Hoa Sen, Hòa Bình và các cổ phiếu đã có một cái sự tham gia nhập cuộc của dòng tiền hầu hết trên thị trường, chỉ loại trừ cổ phiếu Vincom và Vinhome thì giao dịch quanh giá tham chiếu. Và chiều hôm nay thì hai cổ phiếu này đã ghi lại cái đà tăng của index. Thì thị trường sáng hôm nay tiến sát cái ngưỡng 870 điểm. Và tuy nhiên thì gặp ngay cái ngưỡng này thì thị trường có một cái sự bán hơi mạnh và thị trường vẫn rung lắc ở ngay chỗ cái ngưỡng này. Tuy nhiên thì nhìn chung dòng tiền cũng khá là mạnh mẽ, thanh khoản có một cái sự cải thiện đáng kể. Phiên hôm nay có một cái điều tích cực hơn, đó là sự hào hứng của thị trường gia tăng thêm nhờ vào đêm hôm qua thì các cái chỉ số thế giới cũng tăng khá là mạnh. Đêm qua thì Dow Jones tăng 400 điểm, tạo một cái đà phấn khởi cho thị trường, khiến cho tâm lý nhà đầu tư trong phiên hôm nay cũng theo đó mà hưng phấn theo. Tuy nhiên thì với cái áp lực bán cũng đè nặng trên thị trường thì cho nên là vào buổi chiều thì cái sự dè chừng của thị trường đã xuất hiện. Thì vào buổi chiều thì lực bán khá là mạnh, gần tiến sát về cái phiên ATC thì thị trường cũng bị bán mạnh. Trong đó thì cổ phiếu Hòa Phát thì buổi sáng thì tăng khá là tích cực, tuy nhiên vào buổi chiều cũng rất là hạ nhiệt, đóng vai trò thanh khoản trên thị trường trong phiên hôm nay. Nhìn chung thì phiên hôm nay cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, CTG, BIDV làm trụ đỡ cho thị trường. Còn nhìn chung các cái cổ phiếu Penny, các cái cổ phiếu thị trường thì có một cái sự hạ nhiệt, nhường chân cho dòng tiền nhập cuộc vào các blue chip. Thì tổng thể thị trường trong phiên hôm nay thì với cái mức thanh khoản cải thiện hơn những phiên trước và có một cái sự đồng pha tăng của rất là nhiều nhóm cổ phiếu.
thì rất là tích cực khi mà thị trường đã bắt đầu hồi phục trở lại. Theo đánh giá của tôi thì thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong vài phiên tới nữa. Vâng, thưa chị, thì có ý kiến cho rằng giá của cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn đang rẻ. Thì theo chị thì quan điểm của chị như thế nào về vấn đề này? Cái đợt giảm vừa rồi thì nhiều nhà đầu tư đã sở hữu được nhiều cái danh mục khá là hấp dẫn. Và đến giai đoạn hiện nay thì nhiều chuyên gia vẫn cho rằng là cổ phiếu Việt Nam cũng như là thị trường Việt Nam đang bị định giá là khá là rẻ. Thì nhà đầu tư có một cái cơ hội để có thể làm lựa chọn các cái cổ phiếu giá rẻ trong thời điểm hiện tại. Và với cái trong cái bối cảnh hiện nay là các cái nước đang lây hoay chống dịch, thì Việt Nam được đánh giá cái công tác chống dịch khá là tốt trong cái giai đoạn hiện nay. Thì tuy là dịch bệnh có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng như là về phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam là điểm đến của nhiều quốc gia và có thể nói là Việt Nam sẽ có một cái sự phát triển kinh tế xã hội cao hơn so với các nước khu vực và có sự phục hồi mạnh mẽ hơn sau nửa cuối 2020 này. Chính vì vậy thì với cái giai đoạn hiện tại nhiều cổ phiếu bị định giá rẻ thì nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhiều hơn để có thể gia tăng những cái danh mục cứng trên thị trường và chọn những cái cổ phiếu mà có nền tảng kết quả kinh doanh tốt để mình có thể là mua vào và đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Và tôi cũng đồng quan điểm với nhiều chuyên gia là thị trường Việt Nam cũng như là giá cổ phiếu Việt Nam hiện tại là đang bị định giá rẻ. Thì nhờ cái công tác chống dịch tốt của đất nước Việt Nam, chính vì vậy thì đã đưa Việt Nam trở thành một cái quốc gia có một cái chỉ số GDP vẫn là con số dương trong cái quý 2 này. Đây là một điều khá là đáng mừng. Và có thể nói cái công tác chống dịch nó là một cái việc rất là quan trọng. Và để phát triển kinh tế xã hội tốt hơn thì dịch bệnh đang dần lắng xuống, thì cái việc mà phát triển doanh nghiệp cũng như là phát triển kinh tế, chính phủ sẽ đưa ra nhiều gói kích cầu để hỗ trợ doanh nghiệp, sẽ giúp cho thị trường Việt Nam cũng như là các cái doanh nghiệp Việt Nam sẽ ổn định hơn sau hậu Covid. Thì với cái quan điểm và với cái đánh giá thị trường Việt Nam hấp dẫn thì nhà đầu tư tự tin mua vào các cái cổ phiếu có nền tảng kết quả kinh doanh tốt để đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Và tôi nghĩ là giai đoạn này là giai đoạn vàng để nhà đầu tư có thể gia tăng các cái cổ phiếu mà mình lựa chọn và các cổ phiếu có thương hiệu trên thị trường trong giai đoạn hiện nay. Vâng, thưa chị, thì như chị nhận định thì giá của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì đang ở mức hấp dẫn. Thế nhưng mà vẫn có nhiều ý kiến cho rằng là thay vì việc đầu tư chứng khoán thì họ đầu tư vàng, bởi vì cái thời gian đầu tư với tổng số tiền đầu tư, tỷ suất lợi nhuận nó cao hơn với lại cái cổ phiếu. Thì quan điểm của chị như thế nào về cái nhận định trên? Tùy vào khả năng của nhiều nhà đầu tư và cũng như là tùy vào khẩu vị của từng nhà đầu tư. Thì khi mà kinh tế bất ổn thì hầu hết là các nhà đầu tư cho rằng vàng là kênh trú ẩn an toàn nhất và vàng là có cái tính thanh khoản cao trong cái một cái thị trường bất ổn. Tuy nhiên thì cái giá vàng tăng giảm nó thất thường và nó hầu như là nó áp sát vào cái sự cung cầu trên thị trường. Bên cạnh đó thì cái sự chênh lệch lớn của giá vàng thế giới cùng với giá vàng trong nước. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là đầu tư vàng có làm cho nhà đầu tư có nhiều cái rủi ro hơn, bị cái nhiều rủi ro hơn do là cái sự mà tăng giảm của giá vàng nó không theo một cái quy luật, nó chỉ là dựa vào cung cầu hàng ngày và cho nên là mình không xác định được giá trị thật của vàng. Vì thế nếu như mà nhà đầu tư chọn sai thời điểm để mua thì cũng có thể là rất là rủi ro. Bên cạnh đó thì cái thời gian đầu tư vàng thì ta cần cái thời gian nó nhiều hơn và nhà đầu tư cần một cái lượng tiền lớn để có thể là thu gom mua vàng với cái lượng lớn hơn, và để một cái thời gian dài thì cái sức sinh lời nó mới cao. Và có thể là vàng thì có thể là tăng giảm lên xuống nhanh. Tuy nhiên thì để mà tạo ra một cái giá trị thì vàng cần có một cái thời gian dài hơn. Chính vì vậy thì nó sẽ không phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư ít tiền. Chứng khoán thì nó rất là phù hợp cho đa dạng nhà đầu tư. Nhà đầu tư ít tiền cũng như là nhà đầu tư nhiều tiền hoặc là các tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đều có thể tham gia trên thị trường chứng khoán. Trong giai đoạn này thì các cái chuyên gia cũng như nhà đầu tư định giá là thị trường Việt Nam bị rẻ và nhiều cổ phiếu
sẽ hấp dẫn và rẻ hơn thì nhà đầu tư có cơ hội để có thể là sở hữu được cái danh mục rẻ. Và tùy theo cổ việc của nhà đầu tư có thể chọn cho mình những cái cổ phiếu thương hiệu hơn, mệnh giá lớn để có thể là né tránh được cái khủng hoảng, hoặc là những cái cổ phiếu mà mệnh giá vừa thì được sự hưởng ứng của dòng tiền, hoặc là có chia cổ tức để có thể nó giảm thiểu được cái rủi ro khi mà thị trường đảo chiều, hoặc là những cái cổ phiếu mà có thương hiệu thì để có thể sống sót được qua cuộc khủng hoảng. Thì trong cái giai đoạn này, nhà đầu tư có thể mạnh dạn tham gia vào các cái cổ phiếu cứng trên thị trường. Nhìn chung là về cái kênh đầu tư cổ phiếu thì nó sẽ hấp dẫn hơn và cái thời gian nó cũng sẽ ngắn, hoặc là tùy theo cái khẩu vị của nhà đầu tư. Có thể nhà đầu tư mua về trung và dài hạn 1-2 năm, hoặc là có nhà đầu tư ưa thích lướt sóng thì cũng có thể lướt sóng trên thị trường với cái mức sinh lời thì sinh lời kép, hoặc là có thể là sử dụng đòn bẩy thì cái mức sinh lời nó sẽ cao hơn. Theo so sánh của tôi thì cái kênh đầu tư chứng khoán vẫn là hấp dẫn nhất so với kênh đầu tư vàng. Vâng, xin cảm ơn chị về những thông tin rất bổ ích vừa rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình và các show cũng đã hết. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.